Hello, hello, xin chào các bạn để đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó. khi mà đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và ngày hôm qua đó, tối trước khi mà Thuận đi ngủ đó Thì giá Bitcoin một lần nữa lại đạt cái đỉnh mới các bạn Và chúng ta thì là giá Bitcoin hôm nay đó là phần lớn Ở cái mức là khoảng 73.000 đô Hiện bây giờ là 72.741 đô Và chúng ta thì là cái mức giá cao ngày hôm nay là khoảng 73.700 đô cho dù là như vậy đó thì tôi cảm thấy là hôm qua tới giờ đó thị trường cũng không phải là sôi động lắm mặc dù chúng ta lại có thêm một đỉnh mới các bạn. Có thể là tại vì cái sự dao động nó không có cao. Tuy là chúng ta thấy giá Bitcoin là đỉnh mới nhưng mà trên trang bản đó chúng ta thì được giá Bitcoin thì tăng từ 72 tới 73 000 đô. Rồi sau đó đó chúng ta thì nó cứ lơ lửng ở mức là 73 000 đô là một mức rất là cao rồi các bạn. Là cái đỉnh từ trước tới bây giờ trong vòng 15 năm qua nhưng mà cái sự sôi động nó không có bằng giống như chúng ta nhìn thấy tuần vừa rồi có thể là tại vì cái sự dao động nó không mạnh tại vì tuần vừa rồi đó các bạn nhìn thấy được khi mà đạt tới cái mức cao thì lại có một cái sự điều chỉnh mạnh xuống giống như là vào ngày 5 tháng 3 hay là chúng ta nhìn thấy được là cái ngày gần đây là chúng ta có ngày 8 tháng 3 chúng ta có cái thời gian là ngày 12 tháng 3 thì đó là những ngày mà có cái sự sôi động nhưng mà hôm nay đây thì không có sôi động lắm mặc dù chúng ta có một cái định mới nhưng mà giá rất là tốt các bạn cho dù là các bạn không cảm nhận được cái sự sôi động nhưng mà chỉ số liên quan đến những cái Bitcoin Smart ETF thì thể hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào Bitcoin Heatmap mới nhất đi. Đây là cái biểu đồ nhiệt mới nhất cách đây 2 ngày. Và nhiều bạn đó thì mới tham gia cho nên cũng không có rõ về biểu đồ này thì rất đơn giản để thường nhắc là một lần nữa chúng ta có thể nhìn thấy được là ở bên tay trái đây các bạn nhìn thấy những con số này nó đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví giống như là dưới một bitcoin từ 1 tới 10 từ 10 đến 100 và bên trên này là những cái cá vôi cực lớn là những cái địa chỉ ví mà có hơn 10.000 bitcoin và cái thống kê này đó thì không tính những cái địa chỉ ví của sàn và chúng ta có thể nhìn ở bên tay phải đó thì các bạn nhìn thấy được là có một số màu thì cũng đơn giản thôi màu đỏ có nghĩa là chúng ta thấy cái sự phân phối nghĩa là Bitcoin rời khỏi cái nhóm địa chỉ ví này Màu xanh đậm đó bên trên này có nghĩa là tích lũy nghĩa là Bitcoin được nạp vào Và đương nhiên ở phần chính giữa này đó màu vàng có nghĩa là không có động tĩnh Và chúng ta đang nói đến là tính chung tất cả chứ không phải riêng một địa chỉ ví nào Có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể có một cái địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin mà đang có sự phân phối Thì cũng bình thường các bạn chúng ta đang nhìn vào là tổng cái nhóm địa chỉ ví đó đang làm gì mà thôi Thì có một điều các bạn nhìn thấy được trên màn hình hầu hết là màu xanh hiện tại các bạn Và phần lớn là màu xanh đậm ngoại trừ chúng ta có cái nhóm địa chỉ ví từ 1.000 tới 10.000 bitcoin đó thì cũng xanh nhưng mà nhạt một chút nhưng mà tất cả đều là màu xanh có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là trong tháng 3 này đó là tất cả nhóm địa chỉ ví đều có dấu hiệu là nạp bitcoin vào nhìn chung và chúng ta cũng thấy được là từ tháng 1 cho đến khoảng giữa tháng 2 đó thì chúng ta có một cái hiện tượng là những địa chỉ ví nhỏ hơn có nghĩa là từ 10 đến 100 từ 1 tới 10 và dưới 1 bitcoin đó thì cái nhóm địa chỉ ví này đó ba nhóm này chúng ta nhìn thấy là màu đỏ như là chúng ta có cái sự phân phối sau khi có Bitcoin Spot ETF mãi chỉ đến giữa tháng 2 các bạn Nhưng mà ngược lại đó Trong thời gian đó những cái nhóm địa chỉ ví lớn Giống như là hơn 100 Bitcoin đó Từ 100 tới 1.000 Từ 1.000 tới 10.000 Và hơn 10.000 Bitcoin Thì các bạn nhìn thấy được là tất cả đều là màu xanh đậm Nghĩa là những cái địa chỉ ví nhỏ phân phối những địa chi phí lớn thì lại thu vào bây giờ đó thì tất cả đều đang thu mua vào các bạn chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan tới bitcoin Smart ETF nhưng mà tôi nghĩ phần lớn lý do tại sao chúng ta thấy là có nhiều màu xanh tại vì cái sự hào hứng liên quan tới bitcoin Smart ETF và trong nhóm địa chỉ ví này đã đương nhiên sẽ có những cái địa chỉ ví của những cái công ty như là blackrock như là fidelity chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa trên thị trường ngày hôm nay đã cũng tiếp tục tăng thêm hai phần trăm các bạn bitcoin đó thì tăng một phần trăm so với lại cái giá ngày hôm qua nhưng mà chúng ta nhìn thấy tổng số vốn hóa nó thì tăng tới 2% và chúng ta nhìn thấy vốn hóa bây giờ đã đến gần 2 chín nghìn tỷ rồi các bạn cho cả thị trường crypto nhưng mà chúng ta nhìn vào tổng quát đó, thì các bạn nhìn thấy được là cũng có xanh cũng có đỏ ngày hôm nay nó phân ra làm hai chứ không có phải là cùng một màu nhưng mà một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy ngoại trừ bitcoin có cái sự tăng trưởng nhẹ ra thì chúng ta có một cái số lượng những đồng meme coin lại tăng mạnh các bạn chúng ta có những đồng như là bon hay là wif đều tăng rất là mạnh ngày hôm nay wif tăng 25.6% bon tăng 11.6% trăm Chúng ta ngoài những cái đồng này ra đó Thì cũng có những cái đồng như là chúng ta nói tới BNB Cũng tăng 15.1% Chúng ta có Solana cũng tiếp tục tăng 10.4% Ethereum đó thì đáng tiếc ngày hôm nay không thể đổi nhiều các bạn Hôm nay đó thì giảm khoảng chừng là 1% Sau khi mà có cái cập nhật Dan Kun thành công Thì chúng ta Nên hiểu là bây giờ đó Cái cập nhật đàn Kun này Đã kích hoạt Ở trên mạng lưới Mainnet của Terium rồi Và chúng ta cũng thấy được là Trước khi mà có cập nhật đó, Thì Ether cũng đã có Một cái sự tăng trưởng Gần đây rồi các bạn Chúng ta nhìn thấy được là Ether Một tháng trước đó Chỉ là khoảng chừng Có 2.640 đô mà thôi trong vòng một tháng mà bây giờ đã là 3973 rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đã sau khi có cập nhật thì giá không thay đổi nhiều. Và sau khi mà có cái cập nhật đàn khuôn rồi đó thì một số bạn nói là tại sao mà cập nhật rồi cái phí gas của Ether vẫn cao như vậy thì để nhắc lại các bạn nên hiểu là cái cập nhật này đó là chủ yếu cho tầng 2 của Ethereum cho Arbitrum, Polygon và Optimism như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, cái tấm hình này thì đây là cái ước tính về cái chi phí khi mà sử dụng như mạng lưới tầng 2 của Ethereum à, và trong vài ngày tới đây đó sau khi có cập nhật rồi thì các bạn mới bắt đầu thấy được là chi phí thật sự ra sao nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình thì đương nhiên Ethereum đó giống như là trước đây đi là khoảng 18 đô la cái lúc mà chụp lại tấm hình này thì bây giờ cũng sẽ là khoảng đó các bạn tại vì Ether không có bị ảnh hưởng bởi cái cập nhật này khi mà chúng ta nói tới phí sau này sẽ có những cập nhật liên quan tới phí của Ethereum nhưng mà bây giờ hệ sinh thái của Ether đó thì dựa vào những tầng hai cho nên họ cập nhật tầng hai trước để có thể tiếp tục phát triển hệ sinh thái rồi Ether sẽ giải quyết sau này nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được là ước tính thì Arbitrum có thể là chúng ta có cái chi phí là khoảng 2 đô la trước đây bây giờ chỉ còn có 40 cent mà thôi optimism thì chúng ta thấy chi phí là khoảng 142 cent bây giờ là còn 28 cent mà thôi và base đây là mạng lưới tầng hai của Coinbase thì chúng ta thấy được là từ 58 cent chỉ còn có 1 cent mà thôi đây là những cái sự cải tiến cũng khá là đáng kể các bạn nhưng mà sự thật chi phí khi mà sử dụng phí gas cho những cái mạng này ra sao khi mà chúng ta đã có cập nhật này rồi thì chúng ta phải chờ vài ngày nữa mới biết là cái trung bình sẽ như thế nào cho dù là ngày hôm nay đó chúng ta không không thấy giá phản ứng sau khi có cập nhật mà thậm chí còn giảm một chút so với ngày hôm qua vẫn rất là cao các bạn ở mức là 3 ba nhưng mà thùng có thể nói với các bạn đây là một cái cập nhật mà có cái sự ảnh hưởng dài hạn đối với hệ sinh thái của Ethereum chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Cardano đó chính là Cardano sẽ nâng cấp lên Bluetooth version 3 các bạn phiên bản 3 và đây sẽ diễn ra ở trong một cái cập nhật gọi là Chain Hard thì khi nào đó bây giờ thì thường không có kiếm có cái ngày chính xác các bạn nhưng mà đâu đó khoảng chừng là trong quý 1 của năm nay thì Bluetooth version 3 đó là cái ngôn ngữ sổ cái mới để mà tăng cường khả năng mã hóa của Bluetooth Core và cho phép Cardano tuân thủ theo các tiêu chuẩn mới nhất mang lại cái sự hỗ trợ cho các tính năng quản trị bỏ phiếu và thúc đẩy cái tính tương tác xuyên chuỗi cũng như là cập nhật của Ethereum các bạn Thôi không phải là một nhà lập trình đối với một người đầu tư đó thì các bạn nên hiểu đơn giản đây sẽ là một cái cập nhật mà chủ yếu sẽ hỗ trợ những developer trên mạng lưới của Cardano và hiện bây giờ đó Bluetooth V3 đang thử nghiệm trên mạng lưới của Cardano là Net, là cái mạng lưới testnet các bạn cung cấp nhiều công cụ hơn cho những nhà phát triển và mở ra nhiều khả năng hơn cho việc là họ viết hợp đồng thông minh đây là cái cập nhật kế tiếp của Cardano chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới thoncoin các bạn rồi chúng ta sẽ nói tới những thông tin mới liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Thorncoin đó thì chúng ta cũng đã thấy được là đã có một cái sự tăng trưởng không nhỏ gần đây tăng tới 61% trong vòng 2 ngày lúc mà bài viết này được chia sẻ các bạn. Hiện bây giờ đó thì thoncoin ở cái mức để thuận refresh lại là 4 đồng 26 sen. Và các bạn nhìn thấy được là trong vòng 2 ngày đã tăng khá là đáng kể. Cách đây khoảng chừng là 2 ngày đó chúng ta chỉ thấy được là đồng này chỉ là 2 đồng mấy mà thôi đã tăng lên tới bây giờ là 4 đồng 26 sen. Tại vì Telegram đã nói với 900 triệu người dùng hàng tháng đó là họ đang có ý định để mà IPO nghĩa là lên sàn chứng khoán ở Hoa Kỳ và CEO của Telegram đó nói là công ty đã gần có lãi rồi các bạn bao nhiêu năm qua đó thì Telegram vẫn luôn lỗ nhưng mà họ đã gần có lãi rồi và họ hy vọng đạt được lợi nhuận vào năm nay hoặc là năm sau nếu như vậy đó thì ông muốn sử dụng cái cơ hội này để mà niêm yết lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ để làm gì các bạn để huy động vốn và bảo vệ sự độc lập của Telegram. Trước đó đó thì CEO của Telegram nói là họ đã từ chối nhiều lời đề nghị từ những quỹ đầu tư mạo hiểm tại vì họ không muốn bị kiểm soát bởi những quỹ này. Và sau khi có thông tin này thì giá của Toncoin đã tăng trưởng mạnh rồi. Cái này đó các bạn nên hiểu khi mà một công ty lên sàn chứng khoán như là Telegram thì cũng không có liên quan gì trực tiếp đến đồng thanh hết. Và nó cũng tương tự như chúng ta nói tới khi mà mọi người đang kỳ vọng công ty Ripple lên sàn chứng khoán nó cũng không liên quan trực tiếp đến đồng XRP đâu và thậm chí chúng ta biết là đồng thân coin này nó cũng không phải được phát triển bởi công ty Telegram cách đây nhiều năm thì Telegram muốn ra mắt một cái mạng lưới gọi là Telegram Open Network là một cái mạng lưới blockchain mở nhưng mà chúng ta đã biết là ngay sau đó thì SEC đã đe dọa là họ sẽ kiện dẫn đến Telegram đã hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch đó nhưng mà cái mã nguồn đã được cộng đồng dùng để mà phát triển một cách độc lập và sau đó đó cái đồng thân này ra đời và cũng được cái sự chấp thuận đến từ công ty Telegram. Nhưng mà hai cái này nó không có liên quan hoàn toàn với nhau và đương nhiên người sở hữu token thân cũng không có nhận được bất cứ cái cổ phần nào cũng giống như là những người nào mà sở hữu XRP thì khi mà công ty Ripple đó, niêm yết ta chứng khoán các bạn cũng không có thay đổi đồng XRP đó thành cổ phần được. Như thì tại sao chúng ta lại thấy mỗi lần mà nghe những cái tin đồn là công ty nào lên thành chứng khoán đó, thì cái đồng mà liên quan lại tăng trưởng thì có thể là nhiều người đó không có hiểu được cái sự quan hệ đó và cũng vì như vậy chúng ta nhìn thấy được là nhiều người nghĩ là khi mà một công ty như là telegram lên thành chứng khoán rồi đó thì đồng này sẽ phát triển mạnh hơn tại vì được cái sự hỗ trợ đến từ công ty mà đồng này gắn liền thì cái đó cũng có thể các bạn nhưng mà các bạn nên hiểu đó là cái ước tính sau này mà thôi chứ còn cái sự kết nối trực tiếp với đồng thân Coin và Telegram thì không có. Nếu như sau này họ yết lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì cái người mà sở hữu cổ phần và cái người mà sở hữu đồng thân Coin sẽ là hai cái loại nhà đầu tư khác nhau. Người sở hữu cổ phần đó sẽ liên quan trực tiếp với công ty Telegram có làm ăn kiếm được lợi nhuận hay không. Người sở hữu đồng thân Coin đó thì sẽ dựa vào cái độ phổ biến của mạng lưới thân network Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của Bitcoin Spot ETF đi. Ngày hôm qua là một ngày mà cái cập nhật rất là dễ các bạn thương đó. Thì sau khi mà thị trường chứng khoán đóng cửa trong vòng 5 giờ đồng hồ chúng ta đã có những thống kê rồi. Nhưng mà hôm qua thường chờ đến gần như là 12 giờ khuya mới có thống kê các bạn. Nhưng mà cũng không muốn công chờ đợi. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình thì refresh lại để coi thông tin mới nhất như thế nào. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó thì ngày 12 tháng 3 là ngày hôm qua kết thúc đó chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền vào Bitcoin Spot ETF đó, lần đầu tiên đạt con số kỷ lục là hơn 1 tỷ đô la các bạn chi tiết hơn là 1,045 tỷ đô la đã vào những Bitcoin Spot ETF ngày hôm qua cái số lượng bán bởi scale đó chỉ có 79 triệu mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có một quỹ khác nữa đó chính là cái quỹ BTCO bán khoảng chừng 19 triệu không phải là đáng kể nhưng mà những quỹ còn lại đó thì thu vào rất là nhiều chúng ta có đặc biệt đó là quỹ của BlackRock đã thu vào 849 triệu ngày hôm qua Chỉ riêng quỹ của BlackRock mà thôi các bạn Và ngày hôm qua là một ngày mà có dòng tiền cực kỳ kinh khủng Và Bitcoin Spot ETF Và các bạn nên biết là dựa theo công ty và cách hoạt động đó Thì cái số tiền các bạn nhìn thấy Có thể được đưa vào thị trường trong vòng 1 hay 2 ngày tới đây Và họ đương nhiên sẽ đưa vào thị trường của OTC trước nếu như mà không có đủ Bitcoin đó, thì lúc đó mới lên trên sàn Spot điều này thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi cho nên nó có cái sự ảnh hưởng gián tiếp chứ không phải trực tiếp nhưng mà cái cuối cùng đó cái số lượng được thu mua bởi những quỹ này cho dù là trên sàn OTC đi nữa thì cũng là trong cái số lượng 21 triệu Bitcoin mà thôi tất cả đều cùng một cái số lượng đó mà ra thôi các bạn cho nên sự ảnh hưởng là có và chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay ra sao ngày hôm nay đó thì BlackRock chưa biết là thu vào bao nhiêu nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là công ty Grayscale bán nhiều một chút họ bán là 276 triệu nhưng mà không sao cả các bạn tại vì chỉ tính riêng công ty Fidel thì thôi hôm nay đã thu vào là 281 triệu rồi cộng với những quỹ còn lại chúng ta vẫn chưa tính BlackRock nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ đó cái số lượng tiền vào thị trường này đang là dương 97 triệu BlackRock khả năng là một ngày mà sẽ có cái số lượng tiền vào cũng khá nhiều chúng ta sẽ biết trong vòng vài tiếng nữa các bạn hôm nay lại tiếp tục là một ngày có dòng tiền dương và trong thị trường bitcoin spot ETF rất là tốt các bạn và chúng ta cũng đã nghe những cái phân tích giống như đến từ CEO của Crypto thì tuy là những cái chỉ số bây giờ rất là cao nhưng mà nào mà xem phân tích kỹ thuật cũng sẽ thấy được là chúng ta có nhiều chỉ số là overbought hay là những bạn nào mà xem những chỉ số on chain cũng sẽ thấy được là những chỉ số như là phần trăm có lời NUPL đang rất là cao nhưng mà chúng ta đợi mãi tới bây giờ vẫn chưa có một đợt điều chỉnh nào đáng kể hết các bạn thì dựa theo Crypto CEO đã trên căn bản chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy dòng tiền này chuyển thành dòng tiền âm đó, thì lúc đó chúng ta mới có khả năng thấy một đợt điều chỉnh lớn chứ còn dòng tiền này vẫn còn dương thì bè không có chỗ đứng trong thị trường này đó là cái sự chia sẻ mà thùng đã nói ngày hôm qua liên quan đến CEO của crypto khoan nhưng mà hôm nay đây chúng ta cũng nghe một người khác cũng nói điều tương tự đó chính là tỷ phú mai novarat của galaxy digital để thùng chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là những cái ngày và cái dòng tiền thu vào của blackrock là bao nhiêu thì các bạn nhìn thấy được rất rõ ràng cái dòng tiền thu vào ngày hôm qua là 849 triệu là dòng tiền cao nhất từ khi mà bắt đầu cho tới bây giờ các bạn bắt đầu là ngày 11 tháng 1 tới bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy được là hiện bây giờ đó ước tính chỉ tính tới ngày hôm qua thôi cái số lượng được lưu trữ của BlackRock đó một lần nữa đã qua mặt cả MicroStrategy các bạn là 215.626 Bitcoin trong khi MicroStrategy chỉ có 205.000 Bitcoin mà thôi nhưng mà không sao các bạn MicroStrategy đó thì không bỏ cuộc hôm nay đây chúng ta lại nghe cái thông tin là công ty MicroStrategy đang dự định phát hành thêm 500 triệu đô la trái phiếu đáo hạn vào năm 2031 để mua thêm Bitcoin và các bạn thấy được là ngày đáo hạn rất là xa, bây giờ chỉ là năm 2024 mà thôi, tới năm 2031 thì nếu như mà như là Michael Strategy dự đoán thì chúng ta có thể có được cái mức giá Bitcoin rất là cao cho nên họ muốn vay mượn ngay bây giờ với mức lãi suất hiện tại và cái số lượng trái phiếu này có thể được hoán đổi thành cổ phần ở một cái thời điểm nào đó và nếu như là như vậy đó họ cũng không cần phải trả cái số nợ này chỉ là khi mà chuyển thành cổ phần sẽ làm cho cái số lượng cổ phần tăng lên ảnh hưởng đến những cái cổ phần còn lại mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là tuần vừa rồi đó họ vừa phát hành 700 triệu đô la trái phiếu và đã sử dụng cái số tiền đó để mà mua bitcoin vào cuối tuần qua đó là cái sự chia sẻ đến từ Michael Saylor thì cho như vậy thì các bạn thấy được là với cái tốc độ của BlackRock thì Michael Saylor trên căn bản không thể đủ kịp đâu Nhưng mà ông không quan tâm, cái quan tâm là năm nay qua năm nọ Michael Strategy phải ngày càng khó thêm Bitcoin các bạn Đây là cái tình hình chúng ta đang chứng kiến hiện tại Những công ty, đương nhiên chúng ta biết là ngoại trừ Michael Strategy ra Còn những công ty khác cũng tích lũy Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu là có rất nhiều những cái công ty mà họ rất là âm thầm các bạn những công ty mà họ không có trên sàn chứng khoán họ không cần phải thông báo với mọi người nhưng mà họ cũng tích lũy gần đây nên thường nhớ cái công ty như là reddit hay gì đó thì uh, chúng ta không biết là họ đã tích lũy bitcoin và Ether một thời gian rồi mãi cho đến khi mà họ để đơn để có thể lên sàn chứng khoán thì lúc đó chúng ta mới biết ồ oh, thì ra họ đã thu một bitcoin và Ether từ lâu rồi và chúng ta cũng sẽ có nhiều công ty như vậy chúng ta chỉ chứng kiến một phần nhỏ mà thôi là thông báo họ lưu trữ bao nhiêu tại vì họ trên sàn chứng khoán cái phần còn lại các bạn không thấy đó, không biết là bao nhiêu luôn các bạn, có thể là rất nhiều, và thậm chí những người mà họ em thay Bitcoin đó thì cũng chưa chắc đâu các bạn, chúng ta sẽ chia sẻ một cái à, lời phát biểu đến từ Peter Schiff các bạn, một trong những người em thay Bitcoin, thì ông đã nói gì tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà chúng ta hãy trở lại với BlackRock đi và những quỹ Bitcoin Smart ETF khác thì đúng là những cái quỹ đầu tư này họ thu mua Bitcoin tại vì khách hàng của họ thu mua cổ phần, và ngược lại khi mà khách hàng của họ bán cổ phần, họ sẽ bán Bitcoin nhưng mà các bạn nên hiểu đó, là trên căn bản những cái quỹ này họ sẽ luôn luôn có một số lượng Bitcoin trong đó và công việc của họ cần làm là giữ lại cái số lượng này và khiến cho cái số lượng này đã tăng theo thời gian và họ cũng mong muốn là giá Bitcoin tăng theo thời gian và họ sẽ làm mọi cách để có thể hỗ trợ giá Bitcoin tăng theo thời gian các bạn tại vì sao? Tại vì các bạn nên hiểu là cái cách mà những cái quỹ này kiếm tiền nhưng là phải đeo đi hợp BlackRock hay là Ark Investor là họ tính cái phần trăm quản lý trên tổng số tiền họ quản lý thì nếu như mà họ muốn kiếm thêm tiền thì sao các bạn thì một là họ phải có thêm Bitcoin, hai là giá Bitcoin phải tăng và họ sẽ làm mọi thứ để có cả hai luôn. Đương nhiên sẽ có những lúc mà chúng ta thấy là thị trường không được tốt, mọi người hoảng loạn rồi những cái người đầu tư thông thường sử dụng sàn chứng khoán họ cũng có thể bán những cái cổ phần của những quỹ này dẫn đến họ bán Bitcoin cái đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà đến cuối cùng đó thì các bạn thấy được chúng ta vẫn sẽ có thêm một cái nguồn tiền mới mà sẽ tăng theo thời gian cũng giống như chúng ta đã đã có trong thị trường crypto từ bấy lâu nay các bạn những người mà tin tưởng bitcoin đó thì ngày càng nhiều theo thời gian đương nhiên mỗi một chu kỳ dẫn đến nhiều người mới các bạn thì họ có thể là tham gia vào những lúc mà cực kỳ sôi động tại vì đương nhiên lúc mà không sôi động đó, thì báo chí không nói đến họ không có tham gia vào lúc mà cực kỳ sôi động cũng đáng tiếc đó là lúc mà giá đã cao rồi thì người mới mới đi vào thị trường này rồi sau đó họ có thể mua ban đầu họ có thể có lời rồi sau đó họ lại bị lỗ tại vì giá có sự điều chỉnh họ hoảng loạn họ bán rồi họ lại rời khỏi thị trường này nhưng mà các bạn có nghĩ đi cái số lượng người vào sau đó chúng ta đã thấy được là có một số lượng người lại tìm hiểu thêm và ở lại thị trường này cho nên ngày càng nhiều HODL hơn xuất hiện ở trên thị trường Bitcoin các bạn và chúng ta cũng thấy được là cái đáy của mỗi chu kỳ được, được nâng lên cái mà thường quan tâm thường đã chia sẻ với các bạn rồi không phải là đỉnh của mỗi chu kỳ là bao nhiêu mà thường quan tâm là cái đáy của mỗi chu kỳ là bao nhiêu có được nâng lên hay là không tại vì đó là một cái dấu hiệu tốt nhất cho thường thấy là chúng ta vẫn có những người có lòng tin trong thị trường này và cái số lượng người đó ngày càng tăng lên các bạn và những người FOMO sẽ khiến cho giá đã định mới nhưng mà những người true holder sẽ là những người mà giữ giá khi mà giá xuống những người mà có thể thu mua ở bất cứ mức giá nào tại vì họ có lòng tin dài hạn và chúng ta cũng sẽ có những người như vậy xuất hiện trong thị trường chứng khoán thông qua những cái quỹ này sẽ có những người rời khỏi sau này các bạn và cũng sẽ có những người sợ lại nhưng mà theo thời gian chúng ta lại có thể tiếp cận với một cái dòng tiền mới mà trước đây chúng ta không tiếp cận được đó là cái sự ảnh hưởng dài hạn của những cái quỹ này và đối với lại Michael Strategy đó, thì các bạn thấy tại sao mà Michael Saylor có thể thành công huy động vốn bao nhiêu năm nay cho dù là giá Bitcoin giảm trong năm 2022 thì đơn giản thôi các bạn. Tại vì khi mà các bạn nhìn thấy được giá cổ phiếu của Michael Strategy như thế nào thì các bạn sẽ hiểu được thôi. Các bạn có biết là chỉ tính trong dòng từ đầu năm tới bây giờ mà thôi đó thì cổ phiếu của Michael Strategy đã tăng 180% các bạn. Tăng kinh khủng luôn. Và chúng ta có biết là trong vòng một năm qua cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng 691%. Một lần nữa, cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng 691.43%. Các bạn mua Bitcoin một năm trước tới bây giờ đã cũng không lời như vậy các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được là cái mức độ lợi nhuận nó kinh khủng như thế nào. Cho nên khi mà Michael say là muốn kêu gọi vốn bằng cách là bán trái phiếu sẽ có người cung cấp tiền và ông lại có thể nhanh chóng dùng tiền đó để mà thu mua thêm Bitcoin và theo Bloomberg đó, thì với sự tăng trưởng gần đây, Bitcoin đang tạo ra 1.500 triệu phú mới mỗi một ngày. Và kể từ tháng 10, đó, vốn hóa thị trường crypto đã tăng là 1.8 nghìn tỷ đô la. Nói cách khác, đó, crypto đã thêm vào 13.5 tỷ đô la vốn hóa mỗi ngày trong suốt 5 tháng liên tiếp. Cho dù là như vậy đó thì cái số lượng triệu phú được tạo ra mỗi ngày vẫn ít hơn một nửa so với 4.000 mỗi ngày được thấy trong cái đợt bùng nổ vào năm 2021. Có nghĩa là cho dù chúng ta thấy thị trường bây giờ sôi động hơn nhiều so với lại trước đây nhưng mà tính theo cái độ tăng trưởng và tính theo cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn một triệu đô la đó, thì cái tốc độ tăng trưởng không bằng năm 2021 hiện tại có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đến đỉnh điểm đâu và chi tiết bài viết đó, của Bloomberg thì à, thực sự không đề cập đến à, bao nhiêu người trở thành triệu phú tại vì họ không sao biết được các bạn họ chỉ có thể là nghiên cứu những cái ví mà có hơn một triệu đô la mà thôi và các bạn nên biết là một người có thể sở hữu nhiều ví cũng như là một ví có thể thuộc về nhiều người cho nên chúng ta thật sự không biết chính xác cái số lượng là bao nhiêu nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng này đó rất là đáng kinh ngạc À, và nếu như các bạn bấm vào cái uh, bài chia sẻ từ uh, Kobe đó Thì các bạn có thể đọc cái phần bình luận Thì uh, thùng thích nhất đọc phần bình luận các bạn Tại vì các bạn thấy được là trong phần bình luận đó Đầy những anti-Bitcoin và những haters các bạn Những người mà cực kỳ ghét Bitcoin Gào thét bên dưới Không gì bằng uống cà phê buổi sáng bằng nước mắt của họ <laughs> Thôi đấy dở mà thôi Nhưng mà sự thật là chúng ta nên hiểu là đứng sau lưng Một người anti-Bitcoin đó thì khả năng cao đó là một người đã hối hận vì họ đã không thể mua Bitcoin ở cái mức giá thấp thì một chuỗi người đó đó không ai xa lạ đó chính là Peter Ship các bạn Peter Ship đều đều biết ship là à, người đứng đầu của cái quỹ gọi là Euro Pacific và người mà đứng sau lưng công ty Ship Go. để là một công ty mà họ đầu tư vào đào vàng và bán vàng. Thì Peterschip là một trong những người mà rất nổi tiếng trong thị trường vàng. Nhưng mà ông cũng là một người mà nổi tiếng tại vì ông cực kỳ anti Bitcoin các bạn. Và trong cuộc phỏng vấn này đây các bạn nhìn thấy bên dưới này chính là Impact Theory đã phỏng vấn hai người. Chúng ta nhìn thấy được là ở bên tay trái là Peter ship bên tay phải đi cho là Raoul Paul của Real Vision. Thì à, cái câu hỏi được đặt ra với Peter Schiff là ông có ước là mình đã đầu tư vào Bitcoin trước đây hay là không thì Peter Schiff đã nói là tất nhiên rồi tôi đã biết về Bitcoin khi nó chỉ có giá khoảng 1 đô la và tôi đã suy nghĩ về việc đầu tư 10 đến 15 nghìn đô vào đó nếu như vậy đó thì tôi đã có hàng trăm triệu đô la rồi chứ đâu có ngồi đây đâu giả sử như là tôi chưa bán nếu như mà bạn hỏi tôi là tôi có tiếc vì đã không mua Bitcoin trước đây hay không thì cô trả lời là yes tôi rất hối tiếc nhưng mà giả sử như tôi đã mua Bitcoin trước đây thì tôi vẫn sẽ giữ im lặng Và vẫn sẽ tiếp tục quảng bá vàng Và chơi bài bitcoin như tôi đang làm bây giờ Cho nên không có gì thay đổi hết Thì à, các bạn thấy được là cái câu này Đã khiến cho nhiều người nói là Hừ, Có phải là Peter Schiff Ngoài mặt đó thì anti-bitcoin Tại vì ông là người bán vàng mà Nhưng mà bên trong Có phải ông là một cá vô Bitcoin hay là không thì đâu ai biết được các bạn Có rất nhiều người bây giờ vẫn em thay Bitcoin nhưng mà họ có lưu cho Bitcoin hay không chỉ có họ biết mà thôi Và cũng như điều chúng ta thường nói đừng nghe những gì họ nói hãy nhìn những gì họ làm Giống như chúng ta thường hay nói tới Jimmy Diamond của JP Morgan các bạn lúc nào Thì ông cũng luôn ăn thay Bitcoin nhưng mà khi có Bitcoin Spot ETF đó hay là bất cứ sản phẩm nào liên quan đến crypto Thì thường là JP Morgan là cái công ty đi đầu các bạn để mà cung cấp dịch vụ đó cho nên chúng ta cũng xem những cái sự chia sẻ này giống như là một cái gì đó nó mang tính chất giải trí mà thôi các bạn thế cuối cùng đó, thì à, các bạn nên biết đối với họ đây là một trò chơi tại vì họ nói với mọi người là họ anti bitcoin mặc dù là họ đang thu mua bitcoin nhưng mà đối với rất nhiều người đang người ta rất là tin tưởng và tôn sùng một số người các bạn cho nên họ thật sự tin là như vậy nhưng mà tới một ngày nào đó, đó thì nói là tôi chỉ nói giỡn mà thôi ai nghe làm cái gì tôi đang thu mua bitcoin từ bấy lâu nay thì các bạn thấy được là cuối cùng thì ai là người bỏ lỡ cơ hội đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và cũng như là Thuận nói với các bạn trước đây đó khi mà chúng ta nói tới cái sự tăng giá và tiềm năng của Bitcoin đó thì cái rủi ro nó cao hơn là khi mà nói Bitcoin là lừa đảo hay là Bitcoin không có giá trị gì hết thì cái rủi ro nó nó thấp hơn đáng tiếc là nhiều năm qua đó các bạn nhìn thấy là nhiều người đã lựa chọn đi con đường đó tại vì nó an toàn hơn rất là nhiều và thuận đã từng xem rất nhiều những cái video à, cái video gần đây nhất mà một trong những người mà thuận nghĩ là hiểu rất nhiều về tài chính như là James này thì cũng đã làm một cái video Dài gần một tiếng đồng hồ Để mà chia sẻ tại sao Bitcoin đó Chỉ là một cái bong bóng tài chính Chỉ là một trò lừa đảo mà thôi Và tôi cũng đã từng chia sẻ trước đây với các bạn Tại sao mà cái suy nghĩ đó nó rất là hạn hẹp Nếu như mà Bitcoin chỉ mới có 1, 2 năm, 3, 4 năm Thì ok, để chờ xem coi sau này đã sao Bitcoin đã có 15 năm rồi các bạn Nếu như mà các bạn ghét Bitcoin từ lúc mà Bitcoin ra đời tới bây giờ và lúc đó cũng là cái lúc mà con bạn ra đời thì con của bạn bây giờ đã là 15 tuổi rồi nó đã sắp sửa đi học đại học rồi các bạn đó là cái thời gian mà Bitcoin đã xuất hiện cho tới bây giờ và điều đáng tiếc là khi mà một ai đó nói là Bitcoin có thể tăng thì nếu như mà các bạn thấy giá không tăng thì các bạn sẽ thấy được là nhiều người sẽ đi ngược trở về và chỉ trích người đó nói tại sao lại nói như vậy trong khi giá lại không tăng nữa. Nhưng mà ngược lại, những người mà nói là Bitcoin đó không có giá trị khiến cho nhiều người bỏ lỡ cơ hội thì nhiều người lại không có trở về để hỏi tại sao mà anh đã nói Bitcoin không có giá trị tại sao anh đã nói Bitcoin là lừa đảo trong khi Bitcoin đã tăng biết bao nhiêu từ lúc anh nói trong vòng mấy năm qua rồi thì không có ai trở về để hỏi những câu hỏi đó nhưng mà những ai mà lỡ về Bitcoin đó thì lại bị hạch hỏi khi mà giá trị. không như mong muốn cho nên đối với Thuận thì Thuận chỉ thích cung cấp tin tức thông tin hàng ngày với các bạn chia sẻ một số cảm nghĩ cá nhân dựa theo sự hiểu biết của Thuận mà thôi để các bạn có thể có thêm một nguồn thông tin để tự ra quyết định cho bản thân của mình mỗi người đều có một vị thế thời gian và mục đích khác nhau cho nên Thuận không thể khuyên các bạn làm gì hết Thuận chỉ có thể cố gắng chia sẻ thông tin và cho các bạn biết là Thuận đang làm gì mà thôi chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với một số thông tin nổi bật đi thì các bạn thấy được ngày hôm nay cũng có một người khác được bỗng bấn Gần đây hầu như ngày nào cũng có người liên quan đến crypto được mời lên trên đài truyền hình CNBC hay là mời lên Fox News, Bloomberg phỏng vấn các bạn tại vì tình hình thị trường đang rất là hot hiện tại nhất là đối với lại cái sự xuất hiện của Bitcoin Spot ETF. Thì hôm nay chúng ta có tỷ phú Mike Noborat các bạn, cái người ở bên tay phải này. Thì Mike Noborat là CEO của công ty Galaxy Digital cũng là cái công ty mà phát hành quỹ Bitcoin Spot ETF cùng với Invesco. Chỉ đáng tiếc cái quỹ đó nó cũng khá là nhỏ các bạn nhưng mà ngày hôm nay trên đài CNBC đó thì ông đã được hỏi về tình hình hiện tại của Bitcoin và ông đã nói là tôi nghĩ chúng ta sẽ không thấy Bitcoin quay trở lại dưới 20.000 đô la đâu Tại vì chúng ta đã vượt qua cái thời điểm đó rồi Chúng ta đã có cái định mới Mọi thứ đó đều đang rất sôi động Tất cả những chỉ báo đều đang rất nóng Nhưng mà miễn là có dòng tiền dương và Bitcoin ETF đó Chúng ta sẽ không thấy một sự điều chỉnh đáng kể nào Cái này cũng tương tự như là những gì được chia sẻ bởi Crypto One CEO Và điều chỉnh sẽ đến khi mà chúng ta có dòng tiền âm từ các ETF Nhưng mà tôi nghĩ đó là chúng ta sẽ không xuống dưới 50.000 đô la Trừ khi mà xảy ra một điều gì đó nghiêm trọng mà thôi Thì chúng ta thấy được những chỉ số mà các bạn thường hay theo dõi với Thuận đó Chính là chỉ số liên quan đến phần trăm có lời của Classno Thì các bạn nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ để zoom ra để các bạn thấy rõ ràng hơn Rồi chúng ta nhìn vào ngày hôm nay đó Thì ngày 13 tháng 1 là ngày hôm nay ở Hoa Kỳ Chỉ số này đã lên tới cái mức là 99.55% các bạn Ở mức là 73.104 đô thì các bạn cũng hiểu được tại sao rồi. Tại vì nếu như mà các bạn muốn biết ai đang lỗ đó thì chỉ người nào mà mua trên 73.104 đô mà thôi. Còn các bạn nhìn thấy được những người nào mà giữ tới bây giờ đó thì phần lớn đã đang có lời. Có thể nói được là chúng ta có khoảng chừng là 200 người thì chỉ có một người trong 200 người là đang lỗ mà thôi các bạn. Đó là cái chỉ số hiện tại. Và chúng ta cũng lâu rồi không nhìn vào NUPL Thì NUPL ra sao các bạn Chúng ta cũng đã biết chúng ta đã đi vào cái vùng màu xanh lá cây Cũng một thời gian rồi Và chúng ta cũng đang tăng các bạn Chúng ta cũng đã giống như là hơn phân nửa của cái vùng màu xanh lá cây này rồi Và các bạn đã biết là thường nó càng lên cao Thì chúng ta lại càng thấy khả năng là có một cái sự giảm giá Một cái sự điều chỉnh lớn xảy ra Tới bây giờ đó thì mọi thứ vẫn đang tiếp tục nóng Và dựa theo những lập luận như đã được chia sẻ bởi Mike Noborat Và đến từ CryptoQuan CEO đó Thì trên căn bản, lý do tại sao thị trường đang nóng những chỉ số đang rất là cao Nhiều người lo lắng cái sự điều chỉnh mà nó vẫn chưa xảy ra Tại vì chúng ta vẫn có cái hiện tượng là dòng tiền vẫn vào những quỹ Bitcoin Smart ETF Có thể là đối với nhiều người, khi mà chúng ta thấy được giá Bitcoin tăng cao như vậy rồi Thì cần phải có một cái sự điều chỉnh Thì cái đó là đúng các bạn, không có gì tăng trưởng mãi mãi được Nhưng mà có thể là đối với nhiều người mới ở trên thị trường chứng khoán đó, Thì họ chỉ xem cái giá của Bitcoin trên sàn chứng khoán mà thôi như lời để tôi chia sẻ với các bạn, giống như chúng ta nói tới iBit đi, thì một người khi mà họ mua thì họ sẽ xem coi là iBit của BlackRock ngày hôm nay là bao nhiêu. Thì cái giá hôm nay là 41 đô và 80 cent, thì đó là cái giá mà họ biết họ mua các bạn chứ còn nhiều người thường nghĩ cũng không có liên tưởng tới là giá Bitcoin là 72-73 ngàn. Thì có thể đó là một trong những cái yếu tố dẫn đến tại sao tới bây giờ vẫn chưa có một đợt điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta đều biết là những chỉ số bây giờ đang rất là nóng rồi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi hàng ngày mà thôi. Khi nào có điều chỉnh thì không ai biết đâu các bạn. Chúng ta chỉ biết là dòng tiền và những Bitcoin Smart ETF bây giờ đang rất rất là cao. Và chúng ta cũng có một cái sự chia sẻ lần này đó là đến từ SwissBlock các bạn. Thì CEO của SwissBlock cũng đã nói là ông nghĩ là sớm muộn gì chúng ta cũng có thể có một đợt điều chỉnh và có thể giảm tới 20% giống như là ngay mức giá bây giờ đó thì có thể giảm xuống còn có 58.000 đô mà thôi nhưng mà đương nhiên ông cũng không thể nào biết được khi nào có đợt điều chỉnh các bạn chúng ta chỉ có thể là quan sát từ ngày một mà thôi như là các bạn mà có lời đó thì có thể nghĩ đến trung bình giá ra nếu như các bạn muốn chốt lời hay là các bạn chưa tích lũy đủ đó thì có thể tiếp tục trung bình giá vào chứ còn nếu các bạn đang chờ đợi xem coi là giá sẽ tăng mạnh hay là giá có xuống mạnh thì không ai có thể biết được đâu các bạn chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ lịch sử mới của Bitcoin và nếu chúng ta nói tới một đợt điều chỉnh thì 20% cũng là điều thường thấy các bạn. Chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đây là một cái hình mà đã được chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Trong cái đợt tăng trưởng, cái này là của năm 2016 17 đó các bạn, thì trong cái mùa tăng trưởng đó, chúng ta có tổng cộng là sáu đợt giảm xuống từ 29% trở lên. Đó là những cái đợt giảm mà chúng ta thấy trong một mùa tăng trưởng. Khi mà zoom ra đó các bạn sẽ không thấy rõ đâu nhưng mà khi các bạn zoom vào mới thấy được. Trong bất cứ một cái đợt điều chỉnh nào nên thì người ta đều tưởng là wow coi như là cái sự tăng trưởng nó chấm dứt rồi. Ở cái mức là 5.000 đô, 10.000 đô nhưng mà không ngờ nó có lên thẳng lên tới 20.000 đô trước khi mà chúng ta đi vào mùa đông crypto. Và có một số bạn mà theo dõi kênh nhiều năm đó thì cũng muốn hiểu thêm về chiến lược DCA ra là như thế nào tại vì DCA vào đó là trung bình giá vào thì đó là chiến lược chúng ta đã áp dụng nhưng mà nào mà theo dõi kênh nhiều năm nay rồi nhưng mà khi mà có lời các bạn muốn trung bình giá ra là như thế nào thì thường đã biết một cái bài viết cũng rất là dài trên mạng xã hội nhưng mà thường sẽ chia sẻ trong video này để các bạn hiểu rõ hơn và nếu chúng ta nói trung bình giá vào đó thì cũng giống như là trung bình giá ra thì mỗi bạn sẽ có cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào vị thế và mục tiêu của các bạn Chúng ta sẽ không thể biết chính xác khi nào là đáy, khi nào là đỉnh đâu cho nên Thuận cũng sẽ không bao giờ áp dụng những cái chiến lược như là all in hay là all out khi mà mua đó thì Thuận sẽ áp dụng trung bình giá vào hay là DCA vào và khi mà bán đó, thì sẽ áp dụng trung bình giá ra hay là DCA ra khi mà trung bình giá vào đó thì bạn có niềm tin là cái đồng đó sẽ tăng trưởng trong tương lai do đó bạn sẽ tích lũy dài hạn theo định kỳ như là hàng ngày hàng tuần hoặc là hàng tháng vì bạn tin là đến một lúc nào đó giá của đồng đó sẽ cao hơn cái giá trung bình mà bạn đã tích lũy thường đó thì trung bình giá vào sẽ theo tuần hoặc là theo tháng các bạn tại vì tùy theo cái bạn thu nhập là mỗi tuần hay là mỗi tháng trừ khi bạn có sẵn tiền để mà trung bình giá hàng ngày mà thôi trung bình giá ra đó thì lý thuyết nó cũng tương tự như vậy các bạn nhưng mà ngược lại mà thôi bạn có thể bán hàng ngày, hàng tuần hoặc là hàng tháng tùy thuộc vào mục tiêu và nhu cầu của bạn. Nhiều người nói đó là nếu như bán rồi rồi sau này giá cao cho dù là sau này chúng ta có mùa đông crypto cái mức giá nó vẫn có thể cao hơn cái mức giá các bạn bán ngay bây giờ thì nếu như vậy các bạn trung bình giá vào lại lỗ thì sao điều này đã không đúng với chiến lược DCA ra đâu các bạn Bởi khi mà các bạn trung bình giá ra đó thì nếu như mà giá càng tăng cái giá trung bình ra các bạn cũng sẽ tăng và đến một lúc nào đó cái giá trên thị trường sẽ thấp hơn cái giá trung bình mà bạn bán ra khi mà giá có cái sự điều chỉnh mạnh cho dù sau này bạn DCA vào lại đó thì giá vẫn thấp hơn cái mức giá bạn đã DCA ra. Cũng giống như là khi các bạn DCA vào, có người nói là tại sao các bạn không chờ giá giảm để mua. Vấn đề là làm sao chúng ta biết được giá nào là giá thấp? Các bạn đã nhớ là khi mà giá xuống thì mới đầu người ta nói là có thể xuống dưới 20.000 đô, rồi 20.000 xuống còn 18.000, xuống còn 15.000. Nhưng mà nhiều người lại chờ đợi nói là giá có thể xuống còn 12.000, 10.000, thậm chí nói là giá có thể xuống còn 8.000 đô. Nhưng mà cuối cùng đó thì các bạn thấy được là chúng ta cũng giống như là trên con đường đi lên khi mà giá tăng lên người ta nói là chưa đâu đây chưa phải đỉnh đâu giá còn tăng lên nữa à, từ 40.000 lên 50.000 50.000 lên 60.000 và nhiều người nói là chưa đâu 60.000 sẽ lên 70.000 nhưng mà các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng sẽ kết thúc ở một cái mức nào đó. Và nó đã kết thúc ở mức 69.000 đô của năm 2021 Và khi mà giá xuống cũng như vậy các bạn Khi mà giá xuống đó, thì các bạn sẽ đón đúng cho đến khi các bạn không còn đón đúng nữa Cũng giống như là khi mà tăng trưởng các bạn nghĩ là giá sẽ xuống nữa xuống nữa Nhưng mà tới một mức nào đó 15.000 các bạn nghĩ là giá xuống còn 12.000 Còn 10.000 còn 8.000 Nhưng mà một lúc nào đó các bạn lại không đúng nữa Cho nên các bạn sẽ mãi mãi không biết giá nào là giá thấp đâu và cũng không biết giá nào là giá cao và DCA đó sẽ khiến cho giá mua giảm xuống theo thời gian DCA không phải là cái chiến lược giúp bạn mua đáy hay là bán đỉnh mà DCA là cái chiến lược giúp bạn có thể mua gần đáy và bán gần đỉnh khi mà bạn kiên trì áp dụng dài hạn Tôi nghĩ là qua hai chu kỳ crypto khoảng chừng 7 năm qua đây nhưng mà nào mình theo dõi kênh cũng đã thấy hiệu quả của DCA như thế nào rồi Tuy nhiên có một điểm khác biệt giữa trung bình giá vào và trung bình giá ra giá crypto đó thường dành thời gian ở đỉnh ít hơn là ở đấy cho nên tốc độ DC ra đó thường nhanh hơn là DC vào thêm vào đó DC vào thường liên quan đến nguồn thu nhập cho nên tốc độ nó sẽ chậm hơn DC ra nó thì dựa vào bạn muốn bán bao nhiêu mà thôi tuy là DC là cái chiến lược đơn giản nhưng nó đòi hỏi là bạn phải có thu nhập ổn định kiên trì và có lòng tin quan trọng hơn nữa là bạn phải chọn đúng tài sản chứ nếu như mà bạn chọn sai tài sản để đầu tư lâu dài đó thì cho dù bạn áp dụng chiến lược gì đi nữa thì nó cũng không có hiệu quả đâu và đây đương nhiên này cái lý thuyết cơ bản về DC vào và DC ra mà có thể áp dụng cho bất kỳ tài sản nào mà bạn tin tưởng. Không chỉ riêng crypto đâu, thường có áp dụng chiến lược này trong thị trường chứng khoán nhiều năm rồi các bạn. Và hy vọng điều này giúp đỡ cho các bạn trong cái hành trình đầu tư. Chứ còn thường không thể nào mà khuyên các bạn là nên bán bây giờ hay là nên mua bây giờ. Những cái đó đó không ai biết được đâu các bạn. Các bạn chỉ có thể có những cái chiến lược để mà quản lý rủi ro mà thôi. Chúng ta cũng còn một số thông tin khác cũng rất thú vị các bạn. Chúng ta tiếp tục nói đến cái drama giữa Binance và Nigeria đi. Thì để nhắc lại đây các bạn đã nhớ là nước Nigeria đã cáo buộc là sàn Binance đã quý rối đồng của họ. Đó chính là cái đồng mà tôi nhớ là Nigeria rai Thì đó là cái đồng tiền pháp định của họ và họ nói là sàn Binance cho giao dịch P2P đó. À, và cái mức list trên uh, sàn của Binance là thấp hơn cái mức hoán đổi uh, giữa đồng của họ và đồng đô la. Mặc dù là tiền của họ đã mất giá trước đó rất lâu rồi và sau đó họ đòi bồi thường là 10 tỷ đô la từ Binance con số cực kỳ kinh khủng các bạn và không có lo chứ gì hết và sau đó các bạn đã biết là ngày hôm qua chúng ta có thông tin là có hai giám đốc của Binance đã bị bắt ở Nigeria thì không biết chuyện gì xảy ra luôn các bạn, người nhà của họ cũng không biết luôn, đã bị bắt hai tuần rồi. Hôm nay đây chúng ta đã có thông tin các bạn, Financial Times đã nói là Nigeria đang giữ hai giám đốc cấp cao của Binance làm con tin trong nhà khách của chính phủ Nigeria và họ muốn Binance cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu của nước này và toàn bộ lịch sử giao dịch trong vòng 6 tháng qua. Đương nhiên bây giờ Binance có cung cấp hay không chúng ta không biết tại vì nếu như cung cấp đó, thì sẽ vi phạm quyền tư ẩn của khách hàng. Nigeria nói là họ có lệnh tòa án chứ không phải là họ bắt cóc ai hết các bạn nhưng mà đương nhiên tòa án này là của Nigeria mà nhưng mà họ nói là họ có lệnh tòa án để giam giữ hai giám đốc này của Binance trong vòng 2 tuần và có thể yêu cầu tòa án kéo dài thêm thời gian này. Cái này giống như là bắt cóc tống tiền <laughs> Cái quốc gia vậy đó các bạn. Và các bạn cũng thấy được là sàn Binance thì bây giờ vẫn chưa có nói nhiều. Họ chỉ nói là trong vòng mấy tháng qua đó thì họ luôn có những cái sự qua lại với lại chính quyền của Nigeria và nó rất là tốt. Cho đến gần đây họ nói là thậm chí tháng 8 của năm ngoái đó thì họ còn đến Nigeria để có thể là huấn luyện À, những cái quan chức của Nigeria về blockchain nhưng mà không biết trong vòng mấy tháng qua lại có chuyện gì xảy ra nữa và các bạn nhìn thấy là Binance cũng đã nói là họ cũng đã làm việc với là chính quyền Nigeria để mà cung cấp tổng cộng là 626 lần họ đòi hỏi thông tin quan hệ trước giờ vẫn rất tốt nhưng mà không biết tại sao đột ngột lại có chuyện này xảy ra chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi các bạn khi nào mà có thông tin thôi chia sẻ nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi các bạn làm việc cho binance rồi các bạn được mời tới nigeria để mà đàm phán về cái sự việc gần đây tự nhiên các bạn tới đó rồi các bạn bị bắt giam hai tuần qua mà người nhà các bạn không biết gì luôn các bạn không thể liên hệ được luôn thì các bạn nghĩ sao đó là tình hình của hai giám đốc này hiện tại và hai giám đốc này đó một người là quốc tịch Hoa Kỳ các bạn và một người đó là quốc tịch tôi nhớ là giữa Dương quốc Anh và một quốc gia khác Thuân sẽ chia sẻ thêm khi mà có trên thông tin các bạn và chúng ta ngày hôm nay cũng nhận được một cái tin tức đến từ tổng thống của El Salvador là Nayib à. Bukele à. thì ông đã ra quyết định là giảm thuế thu nhập từ 30% xuống còn 0% cho các khoản đầu tư và chuyển tiền quốc tế nói chung đó thì là Nayib Bukele các bạn thấy là mấy năm qua đã cải tiến El Salvador rất là nhiều khiến cho El Salvador bây giờ đó năm nay đã trong danh sách 50 nơi mà nên du lịch trong năm 2024 này dựa theo tạp chí Forbes các bạn và với cái động thái này đương nhiên là muốn thu hút thêm tiền nước ngoài vào Salvador rồi chúng ta cũng đã nói nhiều về El Salvador cho nên mình sẽ không lặp lại trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin là nó cũng khá đáng tiếc các bạn nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng đến thị trường bây giờ đâu nếu như năm ngoái nó có thể có ảnh hưởng nhưng mà bây giờ thì lại không các bạn đó chính là cái vụ kiện giữa SEC và sàn Gemini và công ty Genesis tại vì hai công ty này đã cùng nhau cung cấp một sản phẩm là sản phẩm ơn rồi sau đó nó Genesis đã phá sản các bạn thì đây là một sản phẩm mà các bạn gửi tiền vào để mà lấy lãi thì bây giờ đó thẩm phán ở New York đã nói là SEC à, hoàn toàn trong thẩm quyền của họ có thể quản lý những sản phẩm như là sản phẩm ơn. Tại vì những sản phẩm mà các bạn gửi tiền để mà lấy lại đó thì đó là một hợp đồng đầu tư. Cho nên trong thẩm quyền của SEC cũng đồng nghĩa là gì các bạn? Cũng đồng nghĩa là nếu như mà bạn đang ở Hoa Kỳ và bạn đang chờ đợi để có những sản phẩm như là các bạn gửi tiền lấy lại đó xuất hiện trở lại thì rất là khó các bạn trên trang bản đó lòng tin của mọi người đã không còn nữa cho dù là có xuất hiện trở lại cũng không còn nhiều người tin đâu thứ nhì nữa là về pháp lý đó thì rất là khó tại vì SEC xem đó như là một hợp đồng đầu tư nhưng mà các bạn thấy được tin tức này hôm nay cũng không có ảnh hưởng gì đến giá cả Nói về tình hình chung của thị trường đó thì chúng ta nhìn thấy được là ở Hoa Kỳ chứng khoán hôm qua là có, có sự tăng trưởng trở lại. Hôm nay thì giảm một chút các bạn, chỉ số Nasdaq thì giảm 0.54 nhưng mà S&P 500 nó giảm có 0.19 mà thôi nhưng mà ngược lại đó Dow Jones đã tăng 0.1%. Nói chung là chưa có gì đáng kể hết và chúng ta nhìn thấy pre-market bây giờ thì xanh nhẹ một chút hợp đồng của dầu đó thì ở mức là 79 đô 79 cent coi như là cũng trong cái phạm vi mà chúng ta đã biết từ cả năm qua nhưng mà cũng coi như là ở phần cao của phạm vi đó các bạn nhưng mà cũng chưa có gì đáng lo lắng hiện bây giờ khi nào mà tăng mạnh thì chúng ta mới lo lắng thì vì nó sẽ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát vàng đó thì vẫn mức cao các bạn 2.179 chỉ không có tăng nữa mà thôi nhưng mà cái mức này rất là cao rồi Crypto chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi các bạn Bitcoin bây giờ là 73.000 đô Và Ether đó đang mức là khoảng 4.000 đô và chúng ta thấy được là hôm qua chúng ta nghe CEO của Citadel nói là Fed nên trì hoãn giảm lãi suất. Hôm nay đã JP Morgan CEO cũng nói cái điều tương tự các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là Fed hoàn toàn có thể có quyền trì hoãn lãi suất, nhưng mà chúng ta cũng nói rất nhiều về những cái áp lực đến từ chính trị, đến những công ty và thậm chí đến từ người dân các bạn. Các bạn có biết là trên màn hình ấy, chúng ta nhìn thấy được đây là cái thống kê các bạn phải làm bao nhiêu tiền để có thể dễ dàng mua được một căn nhà ở 14 thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ hay không. Chúng ta nhìn thấy được là San Jose thì các bạn cần tới 454.296 đô la thu nhập mỗi năm để có thể mua một căn nhà à, một cách gọi là thoải mái. Và điều mà các bạn hiểu đây đó là chúng ta đang nói tới là mua một cách thoải mái các bạn. Chứ còn đương nhiên các bạn có thu nhập thấp hơn các bạn vẫn có thể đi mua nhà được. Nhưng mà các bạn sẽ bị stress nhiều hơn. San Francisco các bạn cần tới 339.000 đô, Los Angeles các bạn cần 279.000 đô, San Diego các bạn cần thu nhập hàng năm là tới 273.000 đô và các bạn nhìn thấy được là ngay cả Miami, Florida các bạn cũng cần có 151.000 đô thu nhập để có thể mua được một căn nhà. Cái con số này là rất là cao các bạn thì tại sao lại cao như vậy? Thì đương nhiên tại vì lãi suất đang cao khiến cho các bạn cần phải có thu nhập cao hơn để có thể mua được một cái căn nhà dự ý ở những cái thành phố này đương nhiên đây là những cái thống kê nó mang cái tính chất uh, giống như là trung bình mà thôi các bạn ở trong San Jose sẽ có nhiều căn nhà khác nhau nhưng mà cái này là cái thống kê chung của cả thành phố mà thôi nhưng mà nó cũng liên quan trực tiếp đến lãi suất các bạn Fed đương nhiên có quyền chịu hạn lãi suất và họ là một cái đơn vị độc lập mà đâu cần nghe ai đâu nhưng mà những áp lực là có đó các bạn và nó không trực tiếp liên quan tới lạm phát đâu Chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến hạ viện Hoa Kỳ các bạn. Và thông tin này đó là liên quan tới việc là họ đã thông qua dự luật cấm TikTok ở Hoa Kỳ. Nếu như mà ByteDance không bán cho một công ty khác tại vì Hoa Kỳ nói là công ty mẹ của TikTok đó là ByteDance đang thu thập dữ liệu cho chính phủ của Trung Quốc. Và các bạn thấy được là khi bỏ phiếu ở hạ viện đó cái phiếu mà chấp thuận tổng cộng là 352 phiếu trong khi chỉ có 65 phiếu chống đối mà thôi có nghĩa là hoàn toàn áp đảo của các bạn cái phiếu chấp thuận rất là cao thì đây là một cái sự kiện mà gây ra nhiều cái sự tranh cãi ngày hôm nay nhưng mà về cái phương diện là một nhà đầu tư đó thì có vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn thứ nhất đây là cái ý tưởng đã có từ thời cựu tổng thống Donald Trump rồi chỉ là tới bây giờ đã mới có tiến triển mà thôi Thứ hai đó, hiện giờ thì dự luật này chỉ mới được thông qua ở Hạ viện, còn phải thông qua Thượng viện rồi mới tới Tổng thống ký. Nên cuối cùng có thông qua hay là không, chúng ta vẫn chưa biết hiện tại. Và điều thứ ba đó thì ảnh hưởng đến thị trường tài chính như thế nào, tại sao các bạn cần phải quan tâm. Thì các bạn nên hiểu là Hoa Kỳ ra là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới hiện tại và là quốc gia có dân số đông thứ ba các bạn. Chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đó, thì Ấn Độ là đông dân cư nhất, kế đó là Trung Quốc và thứ ba là Hoa Kỳ là quốc gia đông thứ ba nhưng mà Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới cho nên nếu như mà mất thị phần ở Hoa Kỳ đó thì TikTok sẽ bị tổn thất rất là lớn và nếu như được thông qua đó thì Trung Quốc cũng có thể áp dụng các biện pháp tương tự với công ty Hoa Kỳ đương nhiên họ không thể làm gì được với những cái công ty mạng xã hội như là Facebook, Google, X, Instagram, Snapchat, Reddit, thâm Tumblr và Pinterest tại vì Trung Quốc đâu có cho phép những nền tảng này bấy đâu nay đâu các bạn nhưng mà Trung Quốc có thể áp dụng những biện pháp với lại Apple và Tesla. Hiện bây giờ đó thì suy thoái toàn cầu vẫn là cái mối lo ngại lớn, nền kinh tế Trung Quốc đó hiện đã không ổn rồi cho nên họ mới phải có những biện pháp như là bơm tiền vào trong thị trường, giảm lãi suất, không cho sót chứng khoán và nền kinh tế Hoa Kỳ đã cũng đang chậm lại như các bạn đã biết. Và điều chúng ta không muốn với một nhà đầu tư đó là chiến tranh thương mại lại diễn ra ở hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện bây giờ. Đó là một phần các bạn. Phần còn lại đó là cái dự luật này nó sẽ là một cái gì đó có thể áp dụng trong tương lai với những nền tảng mà các bạn đang yêu thích. Cho dù các bạn không thích TikTok đi, các bạn nói ờ thì cứ cấm TikTok đi. Nhưng mà nếu như mà họ có thể cấm được TikTok nó thì sau này X thì sao các bạn? X là một nơi, mà chia sẻ nhiều thông tin mà có thể là nhiều người không thích những cái thông tin liên quan đến chính trị hay là thông tin liên quan đến tài chính mà nó mang tính chất nhạy cảm nhiều nền tảng không thích nhưng mà X là cho phép và thậm chí nhiều cái thông tin liên quan đến crypto đó trước đây nhiều nền tảng khác cũng không cho phép các bạn thì nếu như mà sau này đã có ai đó không thích X vì lý do chính trị họ lại muốn đàn áp X thì sao các bạn? cho nên uh, chúng ta cũng nên nghĩ đến những cái hậu quả sau này bây giờ đó như thường chưa chia sẻ cái này nó chỉ mới được thông qua hạ viện mà thôi còn phải thông qua thượng viện rồi tới tổng thống nữa thì tôi đến đó đó có thay đổi gì hay không thường sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn